Farm hy vọng rằng nó sẽ không làm ta đổi cầu. Đang đỏ. Rồi trận này check hàng cho chuẩn nào. Vâng, check hàng cho chuẩn. Rồi trận đấu đầu tiên trong C3 với Yamato. Và tiếp tục là Seang đến từ Zimang thì phải. Đối phương cũng là Panfo. Pan của Bell và Phoenician là cùng kiểu tuyển thủ U96. Cái đấu trường này con Pan là cái con Ia con cùi nhất rồi. Con này không thi đấu với ai cả. Và ngoại trừ bài Seang khỏe. Và bài Seang khỏe mà chém cho Yamato đánh cung Nga thì bên kia có con Pho cũng hơi khê. Cái việc có con Pho này thực ra nó rắc rối. Trận này mà con Pho kia đổi thành con Katai được thì sẽ là bài Seang đánh chém để cho Yamato thế nhà khung có thể lên A. Zimang trận này tiếp tục bấm Seang và Yamato là của thủ Alonso. Còn tên rất vần. Liên tục là những phần O. Liverpool này, nhưng Alonso là một người muốn chuyển khá nhiều clan. Ngày trước thi đấu cho clan Liverpool, ông chuyển sang cho Real Madrid. Bây giờ một thời gian chuyển sang Bayern Munich và hiện tại thì đang thi đấu và làm việc tại Ý thì phải. Không biết là đội nào, AC Milan hay là gì nhỉ? Hay là AS Roma? Alonso một tiền vệ thòng, tiền vệ đánh chặn rất tốt, mình đánh giá rất cao trong những thời điểm phong độ cao. Chính xác thời điểm cao phong độ thì Alonso cầu thủ mà đá rất dàn. Cặp đôi Ramos, Alonso và cả PP đang làm nên bộ ba bất tử của Real trong những giai đoạn 2013-2014. Một chút tin tức ngoài lề về việc thể thao cho anh em như thế. Đó, thực ra từ 2013-2014 thì Ramos, Alonso và cả PP đang làm nên một ba bức tường trước hàng chắn của thủ môn Iker Casillas. Vâng, chuyển sang bài Seang thôi nào. Bài Yamato này cũng là bài kiểu bình thường thôi. Còn đây là Seang, như vậy Seang có hưu có voi về ép đầu đã đồng. Rồi bây giờ em hãy để khung chat. Vâng, xin cảm ơn anh Candy Nguyễn đã gửi tặng cho tủ xi măng 50 sao. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng anh tiếp tục theo dõi, đồng hành, ủng hộ tủ xi măng trong những kèo đấu sắp tới. 23 đồng dân bài này. Bài Yamato của Alonso bài không khỏe, vậy xi măng có lẽ sẵn người đánh chém thôi. Bài Yamato thậm chí là bài báo về bài rách. Bài rách không biết bài rách các bài như nào. Cặp với Venlop thì biết được rằng Venlop có kiểu bài mắc của mắc. Và cặp với Alonso biết thêm kiểu bài rách của rách. Rách của rách. Không biết được kiểu nó rách như nào. Rồi xin chào Tuấn Mèo đấy, cái gì đây? Những ngày sau không gặp anh sẽ nhớ em lắm phải không Huy? Tuấn Mèo. Vâng, Tuấn Mèo xuất hiện bất tình lình. Vâng, lam của anh em khoảng tầm 3-4 mờ và te. Vâng, Tuấn, đấy là hình ảnh của Tuấn Mèo. Tuấn Mèo rất khôn. Vâng, thi thoảng chớp nhoáng vâng, ứng tuyển vị trí bình luận viên để vào làm của anh em khoảng tầm 3-4 mờ và sau đây Tuấn te. Vâng. Giữ của và te, bảo toàn tỷ số. Cái thao tác đang cực kỳ thông minh đến từ Tuấn Mèo. Oh, my God.
Vâng, xe của xi măng đã lên đời. Nhưng Alonso đang là một bài Yamato đang là vấn đề cực kỳ nan giải. Liệu rằng Alonso có thể cố gắng lên đời không? Đang ăn tranh cả một hai cái thủ U9 sau. Cái nền đế chế bây giờ có hai cái thủ U, vâng rất nhiều U, vâng U97 đến từ Thái Bình, U98 của Game TV và U96 của BB Club. Liệu rằng cái U kiểu U94 như em cũng đổi tên và gia nhập clan Hà Nội không anh em nhỉ? Bọn em khả năng U94 như em thi đâu, đặt cái tên cho nó đồng bộ. Vâng, như vậy bài Yamato này sau những thao tác đầu tiên hơi chật vật thì cũng đã có thể kích đời cho game thủ Alonso. Bên này xi măng đang chọc vào nhà bốn game thủ Bell trận này, bài Bell dường như hơi rách. Vâng, bài pan của Bell đang phán bãi quả, vị trí lực của Bell đang bị game thủ xi măng chơi vào rất đau tờn này. Vâng, cung giáp đầy đủ và đang đứng trên dốc tờn này khoảng tầm 3 tầng dốc dành cho xi măng. Và khả năng cao bốn con giáp này của Bell sẽ phải nằm xuống, lạc đà sắp tới. Nào đứng yên đây, nào vụt đi vụt vụt. Lại nhớ đến hình ảnh về lớp hôm trước. Hôm trước về lớp có những pha kiểu như gặp truy mạnh như thế và về lớp cắm chip con giò. Và sau đấy chờ lạc đà tới kích bánh xe. Một khoanh trụ kín này cho game thủ xi măng khu này. Vẫn chưa bò bế gì nhiều cho bài pan này của Bell. Còn tạm thời đang là những pha bò nhà giữ dân thôi. Sau đây khả năng sẽ là một A đến từ game thủ xi măng để bắn vào những đơn vị bò nhỏ từ bài pan. Vâng, anh đừng quên à. Vâng, Xabi Alonso à, Marcos Alonso một game thủ trẻ à, một tài năng trẻ. Vâng, đá rất hay. Còn Fernando Alonso thì dường như một người khá già, một tuổi đời khá cao. Còn Marcos Alonso là dường như của Chelsea à, một trước là dường như đá cho Chelsea thì phải. Vâng, và đá cho đội tuyển quốc gia của anh. Theo chỉ biết của em như thế. Vì bóng bánh thì em cũng chơi không nhiều. Pan vẫn chưa bị chèn, còn anh Bell đang muốn vẩy e. Bell định làm gì trong tình huống vừa rồi? Phải ra một tên lùi vào vẻ ai chăng, nhưng lượng gỗ đang hết. Một ai cho xi măng dứt điểm nhà Bell này nhanh. Khi bên kia bài Yamato của Alonso không phải là bài khỏe. Vâng, phô trận này khả năng cao phô đánh cung rồi. Bell đang chọc treo, nhưng đây là một con giò công giáp đang lọt thẳng vào. Như vậy con giò mới chỉ có chiếc công thôi, hơi đen đủi. Còn giá như con giò này là con giò đầy đủ công giáp hơn thì mình tin rằng Alonso sẽ làm tốt hơn rất nhiều. Ba chiếc chuộng ấm, bằng chốt hai đầu cho Alonso. Cố gắng sút đều một lượt đều thì vào nhà phô này. Và anh hạt viết Việt là chúng ta thường xuyên gần đây thì đấu kiểu chạm 3 về C thôi. Tức kiểu bên nào thua 3 C trước có quyền xin nghỉ. Mà không nghỉ chúng ta đánh tiếp thôi. Đấy là cái luật thi đấu mà thời gian gần đây đang áp dụng khá nhiều. Một pha mà tạm thời Bell vẫn đang có những đơn vị đặc đà sang quả vào nhà Alonso. 2L vẫn đang ra đều không sao cả, chúng ta vẫn đang còn có khá nhiều khoanh chuộng ấm. Bài một khung nhà ra 2L đứng tại nhà thôi khi pan đã fit, nhưng đây một tờ màu 1 đang di lên. Liệu rằng cần thiết là xin hàng sang chủ hay không nhỉ? Không cần đâu, khả năng không cần đâu. Có khả năng không cần đấy. Tơ cung giờ không quá đông của một, nhưng quan trọng là đạp pan vẫn đang có thêm một cơn chén nữa được ra. Và xi măng có lẽ không cần sang đây đâu anh ạ, không cần sang đâu khi một đang giật quân về. Và lên bánh xe đi, cố gắng gặp xi măng kìa, gặp quân kìa anh ơi. Xi măng để ý quân kìa, bóng ra bắt luôn tơ này, kích bánh xe thành công. Ở nhà ruộng nương vẫn đang là ba chiếc ruộng bắp vốn vỗ thẳng vào một tơ này khi mà lượng chém của Yamato vẫn đang là rất đông. Và tơ này game thủ chỉ sao đang phải chạy để xi măng đuổi tụi em, quay lại đi a đi, xô quay lại đi a đi. Vâng, gọi em chết giờ. Nghe bảo Alonso 593 gọi em thì đánh xong kèo thấy bàn phím bay vào mặt thì chết. Đây là pha đi vào liên tục là những pha vẻ vào hay không nhỉ? Như vậy vào rồi anh em ạ, vào rồi. Sau những pha tấn công nhiều, ta đã ghi bàn thắng. Vâng, lưới của game thủ U96 đã nổ. Vâng, chết rất nhiều dân tờ này khi đây chỉ là những con dân của Fonichan tách chém tập nhiệt tình. Pha tách chém vẫn đang mang hiệu quả cực kỳ cao cho Alonso. Vâng, cung giờ tầm này bỏ qua thì chúng ta đánh vào dân là chính. Đi sai rồi, kết quả mà chúng ta lường trước. 1-0 trong C3, vâng, như vậy là 5 trận đều chúng ta giành chiến thắng thông à? 5 trận thông phải không nhỉ? Yeah.
Rồi 1-0, một trận đấu hay của cả Simang và game thủ Alonso. Vâng, nhưng công đầu vẫn phải là game thủ Bell bên kia, một bàn Bell không lên đời. Không phải là không lên đời mà lên đời rất yếu. 1-0 trong C3, chúng ta lại tiếp tục là người vươn lên dẫn trước. Liệu rằng chúng ta có làm ba trắng hay không? Em đang lo ngại rằng thời lượng livestream nó không đủ. Vâng.